Mỗi kỳ đóng học phí vẫn thấy rất bình thường, nhưng đợt này hơi bí bởi nhiều khoản phải chi. Đừng lo, vì đã có PVcombank. Khác với một số hình thức trả góp khác, bạn sẽ thoải mái mua sắm trong hạn mức thẻ tín dụng. Mua trước trả dần, sắm ngay kẻo lỡ. Ưu đãi lãi suất trả góp 0%. Học phí cứ an tâm trả, lo sưởi đã có thẻ PV. Đa dạng hình thức chi tiêu, hình thức thanh toán và kỳ hạn. Hàng chục ngàn cửa hàng mua sắm với nhiều thương hiệu lớn liên tục được cập nhật. Tích điểm đổi quà PV One với mỗi giao dịch chi tiêu. Chỉ cần PV ra tay, việc lớn việc nhỏ tất thảy hoàn thành. Lúc cần kíp, mua trước trả dần, có PV, thanh toán thật mau.